Đời sống thú vị xin chào quý bạn và các vị. Chúc quý bạn và các vị một ngày tốt lành. Sau đây đời sống thú vị xin cung cấp một số ảnh hưởng tốt của âm nhạc với thể chất và tâm hồn của chúng ta mà các nhà khoa học đã chỉ ra là âm nhạc từ xưa đến nay vẫn đã và đang đóng vai trò quan trọng như một công cụ để giúp giảm căng thẳng và thư giãn đầu óc. Một số loại nhạc như âm biển và cổ điển có tác dụng xoa dịu. Tuy nhiên, những loại nhạc mà bạn thích cũng sẽ mang lại những lợi ích tích cực không kém. Cách mà âm nhạc tác động đến chúng ta là nhạc đi vào tai chúng ta dưới dạng rung động rồi tai trong chuyển những rung động này thành tín hiệu điện. Tiếp đó, các tế bào thần kinh truyền những tín hiệu này đến các khu vực nhất định của vỏ não. Các vùng chuyên dụng của não phát hiện các yếu tố khác nhau của tín hiệu như giai điệu, cao độ, nhịp điệu. Khi não bộ tổng hợp tất cả các thông tin này để bạn có thể cảm nhận được trải nghiệm nhạc, nó có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và hệ thống cơ thể của chúng ta như tăng cường sức khỏe tinh thần, giảm nhịp tim và mức cortisol, giải phóng endorphin và cải thiện cảm giác hạnh phúc, đánh lạc hướng cảm xúc, giảm mức độ căng thẳng về thể chất và cảm xúc, giảm các triệu chứng liên quan đến căng thẳng, giảm kiệt sức, giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu hơn, giảm trầm cảm và giảm lo lắng ở trẻ em, giúp cải thiện trí nhớ và hỗ trợ trị liệu. Cuối cùng đời sống thú vị chúc quý bạn và các vị có được trải nghiệm âm nhạc vi diệu nhất, được bình an là hạnh phúc. Cảm ơn quý bạn và các vị đã xem đến hết video này ạ.